làm khó của mẹ vậy? Không sao đâu mẹ, tại vì là hả, phận làm dâu mà, con biết sức khỏe của chồng con như thế nào. Mẹ ơi, đó là những lời anh nói với mẹ. Dạ, có gì con sẽ về, con sẽ phụng dưỡng mẹ nha. Có gì ở nhà có tài sản gì giấu hết đi nha mẹ. Có gì ở nhà có tài sản gì giấu hết đi nha mẹ. Dạ. Dạ, con cảm ơn mẹ, con thương mẹ, mãi mãi thương mẹ, con dâu của mẹ. Em ơi, anh không biết bơi em ơi. Thả tôi đi, thả tôi đi. Nó có cắn vô người anh không em ơi? Hả? À, ủa? Anh nhảy ra ngoài dòng nước cho nó à. Là nhảy hả? Anh nhúng quá trời. Ê, cái này nó không có đá, á lộn nó không có chân, á lộn nó không có đáy. Trời ơi. Trời ơi, đã trễ nãy rồi. Vô đây. Trời ơi, rồi bây giờ làm sao đây? Trời ơi, anh bơi bằng tay không đó? Kiếm tỏa. Triệu Vy. Em là Tử Vy. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Tử Vy. Kiếm tỏa. Tử Vy. Em lên bờ đi. Ừ. Anh ơi, đúng không? Ở đây, Kiếm tỏa ơi. Thôi thôi thôi, mình đừng chạy lên bờ. Nghe lắm, nguy hiểm lắm em ơi. Hả? Kiếm tỏa ơi. Sao? À, coi chừng nha. À, trời ơi em ơi. À, chết rồi, bây giờ trong rừng kia nó đập. Không sao đâu. Đừng biết nó đập rồi sao. Chết rồi em ơi. À, coi chừng té. Chân mà kẹt xuống đây là chết đó em ơi. Gãy giò như chơi đó. Kiếm tỏa là em đó. Tỏa là em đó. À vậy hả? Tử Vy ơi. Bây giờ sao? Sao lên được em ơi? Em ơi, em ơi. Ủa, sao mình chơi dưới nước mà mình lên bờ luôn vậy em? Ta bị Hà Bá lấy rồi. Trời ơi, mình phải về với mẹ cho kịp giờ đúng không em? Mình phải về với mẹ cho kịp giờ đúng không em? Cho hai anh trai làng. Bây giờ chúng ta hỏi đường đi đi. Đúng rồi. Anh trai làng ơi. Anh trai làng ơi. Ê, sao ảnh mất tiêu rồi? Trai làng ơi, ở đây mình đi đội bộ được không? 100 mét là tới rồi, Kim Tỏ ơi. Trời ơi, Tử Vy ơi. Anh chết đó Tử Vy. Trời ơi, nhưng mà ở trong rừng thiên nước độc này có hùng báo gì không? Không có hùng báo. Ừ. Chỉ có một anh quay phim thật là ngon. Nghe nói, trời ơi. Bao nhiêu lâu rồi chị ở trong rừng? Không chắc trai để ăn thịt. Cũng 300 năm rồi. Cũng 300 năm rồi. Ôi, tao sẽ lợi. Hát chứ đọc. Anh quay phim. Anh quay phim. Hãy cho ta xin một trái đào. Anh già đào quá. Ê, anh thấy xa xa có một Nha Trang. Anh thấy xa xa có một Nha Trang. Ê lộn, cái gì? Nông Trang. Có một trang trại. What? Trời ơi, những người thân yêu của mình đã xuống dưới. Vậy là đi hết rồi. Đi hết rồi. Trời ơi. Vậy là dàn cát bây giờ còn 2 người. Đúng rồi. Đi thôi, đi về nhà đi. Mà hả, còn cái gì nữa đâu? Ê, coi chừng còn á, còn mấy cái biển báo gì nữa không? Còn mà, nhiều luôn kìa em ơi. Trời, bây giờ làm sao ta? Mình trở thành cướp đi. Mình cướp ghe người ta đi. Mình làm hải tặc đi, hải tặc suối đi.
Kìa, hay là mình cướp thuyền đi. Mình cướp thuyền đi được không? Là ba của anh là lại chủ tinh dịch vụ. Đúng rồi, trai làng đó, mình cướp thuyền đi. Trai làng đi tắm suối đó. Anh ơi, hả? Cho tụi em hỏi thăm cái. Cho tụi em hỏi thăm cái. Lại la, lại la. Tụi em chỉ là những dân nữ thôn quê bình thường. Đúng, tụi em xa cơ thất thế. Anh cho em hỏi là không, không gì vậy anh? Trai làng cho em lợi đây cho em hỏi cái. Đúng. Là anh là bên khu du lịch hả? À, đúng rồi. Nhìn rất thật thà anh ha. Anh quá đẹp. Dạ. Anh gia đình đầy đủ hả? Đều quê chứ hả? Ok anh. Dạ anh. Anh hãy bước lên đây đi. Anh thoải mái với tụi em đi. Anh đừng suy nghĩ gì bậy bạ hết. Em ơi, một cái thôi. Cái này nước cho mấy cỏ cây nữa nha. Em ơi, nhanh lên. Em ơi, hết giờ rồi. Thuyền em đi trên sông qua. Ừ, em lên đi. Của em nha. Rồi, rồi, đúng rồi. Dựa vô. Ha ha ha. Hả? Gì vậy Tử Vi? Ừ, đúng vậy. Cô ơi, con ngủ liền, con ngủ liền, con ngủ liền. Con ngủ liền, khỏi để giọng. Nói với mẹ không? Thôi, em không nói gì hết. Đây, mẹ chồng. Từ từ, con tôi sắp đi rồi. Ê lộn, sắp ngủ rồi. Dạ, mẹ Phúc hả? Dạ, con là con dâu của mẹ nè. Dạ, mẹ ơi, thì Hiếu đang ngủ với con. Ê lộn, con đang ru Hiếu ngủ. Thì bây giờ ảnh có mấy lời muốn nói với mẹ. Con nói gì không? Bây giờ mẹ ơi, bây giờ là ảnh là bắt con một cái võng nằm ở giữa hai cái cây. Té một cái là không biết là có gì, bởi vì có gì mà mẹ muốn đòi là bây giờ mẹ đòi anh Lâm nha. Mẹ ơi. Sao làm con của mẹ vậy? Không sao đâu mẹ, tại vì là hả phận làm dâu mà, con biết sức khỏe của chồng con như thế nào. Mẹ ơi. Đó là những lời ảnh nói với mẹ. Dạ. Có gì con sẽ về, con sẽ phụng dưỡng mẹ nha. Có gì ở nhà có tài sản gì giấu hết đi nha mẹ. Có gì ở nhà có tài sản gì giấu hết đi nha mẹ. Dạ. Dạ con cảm ơn mẹ, con thương mẹ, mãi mãi thương mẹ, con dâu của mẹ. Thấy mẹ tôi thương tôi chưa? Đừng có lắc nữa. Trong ra ngọn cỏ lá cây. Em sợ em mở mắt vậy là em qua thế giới bên kia. Thấy hiều hiều gió là hay Hiếu thứ hai về. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi, cứu cuộc đời ơi, trời ơi. Trời ơi, gian ác. Bởi vậy, kẻ gian ác thường sống thảnh thơi. Ngủ chưa? Dạ. Lẹ. Âu ơi. Và gió mưa xa xôi về con đường. Âu ơi. Chứ thua kiếp này ta bài kiếp khác. Gì Hiếu? Sao Hiếu? Em cảm thấy đây là một cực hình. Cực hình đúng không? Thắng như thua. Thắng như thua. Đúng là tiêu chí của hai mùa ngày, hai ngày một đêm. Mà lần đầu tiên em có cảm giác mà nằm ngay giật như vậy đúng không? Nằm ngay giật. Đúng không? Nói nghe em ghê hơn. Thì đó là cái giật rồi. Đúng rồi đó. Không, mà nhiều khi trong cuộc sống em có cảm giác mà gọi là có nào mà đứng như chơi vơi như bến giật hay không? Chơi vơi như bến giật hay không? Chưa bao giờ anh. Chưa bao giờ. Vậy là ngày hôm nay là trải nghiệm đầu tiên của em. Chỉ có anh mới là người đẩy em xuống giật thôi. Trời ơi. Người anh tốt. Quá trời, em té lộn mèo xuống dưới ha. Có coi tấm cám không? Có coi tấm cám không? Có. Thì đúng không? Em như con tấm gì đó.
Lúc đó tất cả các bài hit của em tôi sẽ hát. Trời ơi, anh giữ tác quyền tác giả hết luôn hả? Đúng, Hiếu thứ hai chỉ còn trong ký ức mà thôi. Lúc đó tài sản của em cũng là tôi, ba má của em cũng là ba má của tôi. Thôi tha cho em đi. Mấy đứa con Hiếu thứ hai ơi, ngày hôm nay ngày tàn của idol tụi em tới rồi. Trời ơi, chỉ cần một cái vụt dây một cái thôi là idol của em như một trái mít, nó sẽ lăn từ dốc sườn đèo, lăn xuống đáy dốc. Mà trên đường đi có gai, có miệng chai, Hiếu hai đứng dậy lỗ không. Ác quá. Ngày tài của em rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Em không. Em không gì? Em không chấp nhận. Đây là giấc mộng ngàn thu rồi. Chứ mà là giấc mơ trưa nữa. Đúng rồi, đây không phải giấc mơ trưa. Em muốn thay đổi hay không? Em muốn thay đổi. Dạ, vậy em phải hung tôi một cái. Một là em sẽ nằm ở đây, hai là em sẽ hung tôi một cái. Em sẽ nằm ở đây. Em thà chết mà em không hung tôi à? Được. Tại sao tôi thấy trên mạng là em hung nè ghiếp. Ý nè ghiếp hung em, ý em hung nè ghiếp. Nó hung em. Nó hung em. Nó hung em. Tôi muốn một lần hung em. Bây giờ anh chủ động đúng không? Đúng. Trời ơi. Được không? Cho anh một nụ hôn của em, anh sẽ cho em ngủ chỗ đàng hoàng. Em phải đánh đổi, trong cuộc sống này em phải đánh đổi Hiếu à. Cái này là anh hung online cho mấy đứa. Mấy đứa nhiều khi mà mê Hiếu quá, nhiều khi là nói hả, rồi ước gì được hung Hiếu một lần, ước gì được này nọ. Và ngày hôm nay anh Lâm sẽ là người thay thế các em, sẽ là người hung Hiếu. Hung... ok không Hiếu? Hiếu ơi, ok không? Nhưng mà bây giờ... Hiếu! Hung không? Nào hai em, nãy giờ ban tổ chức của chúng tôi có dựng sơ tiểu phẩm này, thể chưa vui lắm. Ủa là sao? Tôi yêu cầu thu hồi hai em đi lên kia cùng với mẹ già chúng ta làm tiểu phẩm khác. Trời ơi, ở đây nãy giờ cười chết, quay phim cười chết rất là kịch tính nè. Thôi, thôi. Ngày tàn của Hiếu thứ hai rồi. Hiếu ơi, hung anh không Hiếu? Hung. Cô ta. Em lợi dụng tiểu phẩm. Đúng. Để em hung Hiếu thứ hai, đứa gọi là gì? Người ta gọi là sàm sỡ. Lâm đi lên, Lâm đi lên, đến được tôi rồi. Đúng. Cô em. Hiếu ơi. Trời ơi. Có thơm lắm anh Tuấn ơi. Đây là một giấc mơ sao? Thức dậy, thức dậy. Hiếu ơi, thức dậy, thức dậy. Hiếu. Trời ơi. Hùng anh cái đi. Thảo khâu. Hùng anh cái. Hùng anh, hùng anh. Trời ơi. Nào. Trời ơi, do em hôn anh thì anh mới hôn em. Hiếu hôn anh cái. Hiếu. 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 Là sảng quá. Tới tôi coi. Đâu rồi? Cái cổ đâu? Trời ơi. Trong lòng mạng ơi, tôi bị làm nhục. Giữa rừng tôi hung nách em. Trời ơi. Trời ơi. Hiếu ghê quá. Hiếu ơi. Thỏa mãn chưa? Tôi bị chưa thỏa. Chưa thỏa. Làm gì la dữ vậy? Hả? Sao tự nhiên em la ra em ngủ rồi em la dữ vậy? Bị gì em bị gì? Hả? Em mơ một giấc mơ ác mộng. Sao? Ê, vậy là cái chuông báo thức của làm em bị giật mình đúng không? Dạ. Trời đổ mồ hôi. Sao vậy? Vụ gì kể nghe coi. Tự nhiên em đang nằm. Sao? Bốn con cuốn nó liếm mặt em quá trời liếm luôn. Cho nó quay lại giấc mơ đi. À, đây mới là ác mộng. Hiếu ơi. Em xin ấy em chết chết mà.